nhằm góp phần hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Những ngày qua, các cấp bộ đoàn, hội sinh viên các trường cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã khởi động chương trình tiếp sức mùa thi. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, để đoàn viên, sinh viên, giảng viên phát huy tinh thần xung kích, đóng góp sức trẻ cho cộng đồng. Từ giữa tháng 5, đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã quy động hơn 130 sinh viên tình nguyện tham gia 3 đội hình tiếp sức mùa thi. Đến nay, các bạn trẻ đã sản xuất được 21.000 chai nước suối và vận chuyển đến 27 điểm thi trong toàn tỉnh để tặng cho các thí sinh tham dự kỳ thi. Em cảm thấy rất là vui và rất là hăng hái tham gia vì mình góp được một phần nào đó để hỗ trợ cho các bạn trong cái mùa thi này. Em mong muốn là các bạn thí sinh sắp tới là sẽ có một mùa thi thật thành công tốt đẹp và đạt được kết quả tốt nhất. Điểm mới năm nay thì đoàn trường sẽ huy động lực lượng sinh viên tình nguyện để hỗ trợ là sản xuất nước suối, và cái thứ hai nữa là sẽ ứng trực phối hợp với các cái huyện đoàn để hỗ trợ cho các thí sinh tham gia các cái hội đồng thi. Tại các trường cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh, công tác chuẩn bị cho chương trình tiếp sức mùa thi cũng đã sẵn sàng với nhiều đội hình mới đáp ứng nhu cầu hỗ trợ thí sinh. Trong đó nổi bật là đội hình dinh dưỡng, đội hình kiểm soát dịch, đội hình bóng mát tình nguyện và đội hình mô tô miễn phí để kịp thời đưa rước thí sinh đến điểm thi một cách nhanh chóng và an toàn. Chúng em sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn học sinh đi đến nơi và về đến chốn mà. Và tụi em sẽ luôn hỗ trợ cho các bạn trong những trường hợp khó nhất như là xe hư để cho các bạn đến nơi thi hoàn thành được bài thi trong mùa thi này ạ. Năm nay, chương trình tiếp sức mùa thi trên địa bàn tỉnh được triển khai với nhiều hoạt động sôi nổi và phong phú, với 856 sinh viên tình nguyện tham gia 63 đội hình chuyên để tiếp sức thí sinh ở 27 điểm thi trong toàn tỉnh. Tỉnh đoàn và hội sinh viên tỉnh chỉ đạo thực hiện trong cái chương trình tiếp sức mùa thi năm 2022, đó là cái việc đa dạng các cái đội hình tình nguyện tại chỗ trong tiếp sức mùa thi. Chúng tôi trước đó cũng đã duy trì được cái việc mà ôn tập kiến thức cũng như là tư vấn tâm lý phòng thi cho các em qua các cái kênh trực tuyến, để từ đó mà các em có một cái tâm lý vững tin khi bước vào cái kỳ thi quan trọng của cuộc đời mình. Sự quan tâm hỗ trợ của các cấp bộ đoàn, hội và tinh thần trách nhiệm sẻ chia của các tình nguyện viên, hy vọng các thí sinh sẽ có thêm tinh thần, cố gắng nỗ lực nhiều hơn để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi quan trọng này.